Nó bắt đầu với một người phụ nữ. Chúng ta sẽ gọi cô ấy là Valeria. Không quan trọng đó có phải là tên thật của cô ấy không, vì tên thật của cô ấy đã bị mất, ngay cả với chính cô ấy. Valeria là một phụ nữ trẻ, nhưng nhiều người sẽ xem cô là người có một tâm hồn rất trưởng thành. Cô ấy đã đến những nơi xa lạ, nhìn thấy những điều khủng khiếp và tiếp xúc với những người nguy hiểm. Giống như rất nhiều người có cuộc sống khó khăn, Valeria cố gắng tìm kiếm sự khuây khỏa ở bất cứ đâu cô có thể. Tiệc tùng, cờ bạc, mua cho mình những thứ đắt tiền. Cô đến với thế giới này để vui vẻ, chứ chẳng cần sống lâu. Và cô ấy muốn tận hưởng bất kỳ khoái cảm nào khi cô vẫn còn có thể. Đó là lý do cô ấy đến với một câu lạc bộ đắt tiền ở thành phố New York. Họ có đồ uống ngon nhất, nhân viên phục vụ chu đáo nhất và những trò giải trí kỳ lạ nhất. Đó là loại dịch vụ đặc biệt mà bạn có thể mong đợi từ một câu lạc bộ được điều hành bởi một trong những công ty có ảnh hưởng nhất trên thế giới: Marsan, Carter và Dark. Valeria thì không biết chủ câu lạc bộ là ai. Cô ấy đã đến đây với một người bạn giàu có. Gọi họ là bạn thì có thể hơi quá. Cô ấy đã ở đây với một người mà cô ấy đã gặp vào đêm hôm đó. Nhưng bây giờ, khi cô ấy nhấp ngụm rượu và chơi một ván bài xì rách, cô ấy nhận ra rằng anh ta đã đi đâu mất tiêu. Cũng tốt, cô ấy không cần phải hài lòng ai ngoài bản thân mình và các câu lạc bộ Marsan, Carter và Deck có thể mang đến rất nhiều niềm vui, miễn là bạn có thể trả tiền. Vấn đề của Valeria là cô ấy không có tiền để tiếp tục ăn chơi, và cô ấy sắp phải nhận ra một sự thật về việc những doanh nhân này coi trọng đồng tiền của họ đến mức nào. Nếu cô ấy dành một giây để suy nghĩ, cô có thể nhận ra rằng cô ấy lạc lõng so với những khách hàng còn lại, những doanh nhân giàu có và những ông chủ mờ ám trong những bộ vest bảnh bao. Một cô gái như cô ấy làm gì ở một nơi như thế này? Tất nhiên, trừ khi cô ấy ở đây hoàn toàn để thực hiện một mục đích khác. Cuối cùng, một hóa đơn đã được mang đến chỗ Valeria. Ồ, cái này không dành cho tôi. Bạn tôi lo hết mọi thứ. Khi cô đi về phía người đàn ông giàu có đã đưa cô đến đây, cô ấy nhận ra rằng anh ta đã biến mất. Tôi e rằng người đàn ông mà chị đề cập đã rời đi từ khá lâu rồi, người phục vụ nói với cô ấy. Valeria thất vọng, nhưng loại chuyện này đã từng xảy ra với cô ấy trước đây. Cô ấy với lấy ví của mình, có vẻ như cô ấy sẽ tự trả tiền cho mình đêm nay. Được rồi, tôi thiếu bao nhiêu? Cô nói khi lấy một nắm chip của mình. Tôi e rằng chị có thể bối rối một chút, người phục vụ nói với cô, mắt chú ý đến đồng chip có giá vài trăm đô la. Chị không biết mình đang uống gì sao? Valeria liếc nhìn chai sâm panh bên cạnh, và sau đó là hai cái chai rỗng giống hệt nhau gần đó. Đó là rượu sâm panh mà anh ấy đã gọi, Valeria trả lời. Người phục vụ nói, đúng, nhưng đó không chỉ là rượu sâm panh. Đôi mắt của Valeria bắt đầu mở to. Đó là những món đồ rất cổ, hiếm và đắt. Hiếm thế nào? Valeria lo lắng hỏi. Rất hiếm, người phục vụ nói với cô ấy. Mỗi chai chị uống có giá. Cảm giác như căn phòng đột nhiên tràn ngập nước chảy. Tầm nhìn của cô mờ đi. Khi nghe âm thanh vang lên bên tai cô, cô nghe thấy điều cuối cùng một người phục vụ nói là mỗi chai cô uống có giá 20.000 đô la. Khi Valeria định thần lại, cô đã được một nhóm người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest tối màu hộ tống vào một căn phòng cách âm phía sau, nơi họ giải thích mức độ nghiêm trọng của cô. Khi nỗi sợ hãi tiếp tục ập đến, cô bắt đầu cầu xin. Cô ấy nói rằng chỉ cần họ cho cô ấy thêm một chút thời gian, cô ấy có thể kiếm lại số tiền mà cô nợ họ. Một người với vẻ mặt nghiêm nghị giải thích với cô ấy rằng Marsan, Carter và Deck không hoạt động như vậy. Tuy nhiên, sẽ có những cách khác mà cô có thể trả nợ cho họ. Nhưng đó là cách của họ. Họ đưa ra lời giải thích ngắn gọn rằng việc cung cấp nơi ăn chơi sang trọng cho một nhóm khách hàng cao cấp chỉ là một phần trong hoạt động kinh doanh của họ. Mặt khác, công việc kinh doanh của họ thậm chí còn cao cấp hơn. Một nhà đấu giá, nơi các sản phẩm thực sự độc đáo được bán cho những người trả giá cao nhất. Và xét kỹ thì có một thứ mà Valeria có thể làm cho họ. Tất cả những gì họ yêu cầu là cô dành thời gian làm việc cho họ. Và khi món nợ được trả xong, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Và còn nhiều hơn thế nữa. Mặc dù cô ấy sẽ phải làm việc cho họ, nhưng thời gian sẽ không trôi qua với cô ấy trong thời gian phục vụ. Cô ấy sẽ giữ được tuổi thanh xuân của mình, cứ như thể cô ấy chưa từng làm việc cho họ, chỉ trong nháy mắt, và cô ấy sẽ trở lại ngay như cũ. Valeria chỉ mất một chút thời gian để cân nhắc. Cô không chắc mình tin những gì những người đàn ông này nói với cô, nhưng cô đã nghe và nhìn thấy một số điều rất kỳ lạ cho cuộc sống của mình. Điều này cũng chẳng thực sự khó tin. Rốt cuộc, cô ấy có sự lựa chọn nào sao? Cô ấy không có 60.000 đô la. Cô đồng ý trả nợ cho Marsan, Carter và Deck và làm bất cứ điều gì có thể đòi hỏi. Những người đại diện đảm bảo với cô rằng tất cả những gì cô cần làm là nằm nghỉ ngơi và thư giãn. Họ sẽ lo phần còn lại. Valeria không nhớ điều gì sau khoảnh khắc đó, nhưng cô tỉnh dậy trong bóng tối.
Cô ấy không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình ngoài đôi mắt. Lần tiếp theo khi nhìn thấy ánh sáng, cô nhớ mình đang đứng trên sân khấu, nhìn xuống đám đông đang cầm bảng đấu giá, trong khi một người bán đấu giá giới thiệu về nhiều ưu điểm của một số sản phẩm mà cô không thể nhìn thấy. Một số từ và cụm từ cô nhớ là hoàn toàn mềm mại, ấm áp khi chạm vào, không có một chút khuyết điểm nào trên người cô ấy. Không bao giờ nói, cô ấy sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt bạn. Cuối cùng, ai đó đã thắng và cô ấy được đưa trở lại trong bóng tối. Nhiều năm trôi qua, bị đưa vào và ra khỏi bóng tối bởi những người lạ, mặc những bộ quần áo khác nhau và được gọi bằng những cái tên khác nhau. Chỉ di chuyển khi được phép, từng chút một cô quên mất con người của mình. Ngày này đến ngày khác, tất cả trở thành một bóng mịt mờ, được chấm phá bởi những tia sáng. Nhiều năm biến thành nhiều thập kỷ, cô ấy không bao giờ nói một lời. Cô ấy quên mất cảm giác có thể nói được là như thế nào. Nhưng rồi một ngày, từ trong bóng tối, xuất hiện hai người kỳ lạ trong trang phục chiến đấu màu đen, đang nhìn cô với vẻ mặt xen lẫn sự thương hại và ghê tởm. Để từ lúc đó, cuối cùng cô có được tìm thấy một cái tên mới để thay thế cho sự trống trải đó. Bây giờ, cô ấy là SCP-446. Các tờ tin về SCP-446 rất bí ẩn vì chúng gây khó hiểu và chúng ta chỉ có thể suy đoán về quá trình chính xác dẫn đến việc tạo ra SCP-446. Vì các nhân viên bán hàng tại Masan, Carter và Deck không mong muốn chia sẻ bí mật của họ với bất kỳ ai bên ngoài công ty. Nhưng những gì các nhà nghiên cứu của tổ chức SCP đã học được từ quan sát thực nghiệm chắc chắn là SCP-446 là một mannequin hình người, cao 1m75 và nặng 52,16kg. Cô ấy là hoặc từng là một phụ nữ da trắng, có vẻ như mới ngoài 20 tuổi. Cô có mái tóc màu nâu dài 17,78cm ở chỗ dài nhất, đôi mắt xanh lam sáng rực rỡ và logo Masan, Carter và Dash được xăm ở dưới lưng. Theo nhiều cách, cô ấy có tất cả các dấu hiệu của một con người thật. Cô ấy có bề ngoài đúng với mặt giải phẫu, với màu da chất liệu da chân thực, vào mắt và trong mắt như thật. Và các nhà nghiên cứu đã trực tiếp tiếp xúc với cô ấy, khẳng định rằng cô ấy có một hơi ấm của một con người thật. Mặc dù có vẻ như vẫn còn sống, SCP-446 không phản ứng với giao tiếp bằng lời nói, không có mạch hoặc nhịp tim và thậm chí không có vẻ gì là thở. Liệu SCP-446 có thể thực sự được coi là còn sống hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ giữa các nhà nghiên cứu của tổ chức. SCP-446 được cất giữ trong cùng một chiếc hộp kim loại có bản lề mà cô ấy đã được tìm thấy. Đây là nơi lưu trữ thông tin kích cỡ dành cho những người muốn mua phụ kiện tùy chỉnh của riêng họ. Khi các đặc vụ của tổ chức lần đầu tiên phát hiện ra cô ấy, họ đã cố gắng để kéo cô ấy ngồi dậy. Tuy nhiên, những gì họ nhận thấy là cô ấy đã đáp lại sự đụng chạm của họ và tự mình ngồi dậy. Tất cả những gì cần thiết khiến cô ấy nằm trở lại là một cú đẩy vai nhẹ từ phía trước. Qua nghiên cứu sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng các dấu hiệu cảm ứng chọn lọc có thể tạo ra các điều kiện chuyển động khác nhau ở SCP-446. Cô ấy có thể tự mình đứng lên nếu có áp lực nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Cô ấy có thể tự ngồi hoặc nằm xuống. Bạn cũng có thể nhận thấy chất lượng có phần kỳ lạ của đôi mắt SCP-446. Xin đừng lo lắng, đó không phải là điều gì khác thường. Đôi mắt của cô ấy sẽ dõi theo người gần cô nhất và cô ấy sẽ cố gắng giao tiếp bằng mắt nếu có thể. Đừng để nó làm phiền bạn, dần dần mọi người cũng quen. Chân tay của cô ấy cũng có thể được tạo dáng và thao tác theo yêu cầu, thậm chí là các tư thế đòi hỏi sự thăng bằng như đứng bằng một chân. Tuy nhiên, nếu bị số ngã, cô ấy sẽ ngay lập tức mất thăng bằng và ngã. Có vẻ như hành động của cô ấy được điều khiển bởi ý định của người chạm vào, cũng như chính hành động chạm vào. Để tìm hiểu về SCP-446, một cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu đã được cho phép. Với đặc điểm hình người của 446, bác sĩ tiến hành kiểm tra quyết định tiến hành theo cách tương tự như các loại khám nghiệm tử thi được đưa ra đối với những xác người thông thường. Bác sĩ báo cáo rằng đã bị phân tâm bởi thực tế là đôi mắt của SCP-446 vẫn dõi theo họ, ngay cả khi họ chuẩn bị các công cụ để mổ. Họ cũng nhận xét về độ trong suốt gần như kỳ lạ của làn da của đối tượng. Không hề có một dấu vết hay vết điểm nào có thể phát hiện được, gần giống như một con búp bê sứ, không có tì vết, nhược điểm về da nào cũng như không có bất kỳ dấu hiệu thương tổn nào hoặc thương tích trên cơ thể. Khám nghiệm miệng cho thấy có vật cản ở phía trên cổ họng, một tấm kim loại được cố định vào phía sau miệng của cô ấy, gắn vào phần thịt ở tất cả các phía. Tấm này hơi dịch chuyển khi chạm vào, nhưng không thể lấy ra được. Các tấm tương tự đã được lắp đặt trong tai, lỗ mũi và tất cả các lỗ thông khác trên cơ thể, như thể để đảm bảo rằng không có gì có thể vào hoặc ra khỏi cơ thể của 446. Sau đó, bác sĩ chuyển sang phần kiểm tra bên trong SCP-446, bắt đầu bằng một số lần chụp X-quang. Những khối này tiết lộ một số khối có hình dạng bất thường bên trong cơ thể của 446, bao gồm các cơ quan chính như tim, não, thận và gan. Quá trình mổ cho thấy những khối này là những chiếc hộp có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, được làm từ cùng một kim loại như các tấm cản. Các hộp này được kết nối với các cơ quan tương ứng thông qua một loại dây và ống. Bác sĩ lưu ý rằng cả dao mổ và cưa của họ đều không thể gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho các hộp, và có thể những chiếc hộp không chỉ giữ cho cơ thể không bị hư hại
mà còn cho phép cơ thể có thể di chuyển hạn chế. Những rào cản nhất định đã xuất hiện trong quá trình mổ xẻ, cả về thể chất và tâm lý. SCP-146 thể hiện một khả năng tự lành phi thường, tự phục hồi hoàn toàn làn da của mình sau vài phút sau khi ngực bị rạch theo đường chữ Y. Điều này làm cho việc quan sát bên trong liên tục trở nên khó khăn và bác sĩ đã từ chối việc thực hiện bất kỳ phẫu thuật diện rộng nào vì sợ rằng tổn thương sẽ không thể được chữa lành. Điều này hạn chế sự tiến bộ có thể đạt được trong quá trình khám phá. Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ nhận ra rằng SCP-146 đã nhìn chằm chằm vào họ trong suốt thời gian họ rạch trên cơ thể, khiến họ vô cùng khó chịu. Và trong quá trình chữa lành vết mổ chữ Y trong vài phút trên ngực cô ấy, miệng của SCP-146 cử động như thể đang nói thầm. Trong suốt thời gian đó, bác sĩ đã ghi chú rằng điều này có thể cho thấy mức độ trí tuệ nhất định của 146, mặc dù không có gì có thể được chứng minh một cách chắc chắn. Hồ sơ về SCP-146 là một hồ sơ tương đối thưa thớt, do các yêu cầu quản lý rất đơn giản. Giữa các nghiên cứu, cô ấy chỉ đơn giản là được để trong hộp của mình. Tuy nhiên, có một sự cố đáng chú ý liên quan đến SCP-146 được ghi lại bởi nhà nghiên cứu của tổ chức, tiến sĩ Sutherland vào năm 2010. Sự kiện có tên sự cố 446-1 diễn ra tại phòng lưu trữ số 6 để giúp cho 446 bớt thở hang. Cô ấy đã được mặc một bộ đồng phục cấp D trước khi được đưa trở lại hộp của mình. Một người bảo vệ đã báo cáo về một tiếng động lạ vào buổi tối hôm đó và tự mình điều tra tiếng động phát ra từ bên trong hộp của SCP-446. Tiến sĩ Sutherland được gọi đến giám sát việc mở hộp. Hóa ra, SCP-446 đã nhiều lần cố gắng đứng lên với tư thế ngồi bên trong hộp và đập đầu vào nắp hộp. Cuối cùng được giải thoát, SCP-446 đã tự đứng dậy lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu bị quản thúc. Cô ấy thực hiện một tư thế kỳ lạ, cúi đầu và cổ tay chạm vào nhau trên đầu. Như thể hai tay cô ấy đang bị trói ở cổ tay, hoặc cô ấy đang cầu nguyện hoặc van xin một cách tuyệt vọng. Nét mặt của cô ấy cũng lần đầu tiên thay đổi, mang theo vẻ buồn bã và sợ hãi. Tiến sĩ Sutherland đã có thể khiến SCP-446 trở lại vị trí đứng bình thường hơn, nhưng không có gì có thể khiến cô ấy vĩnh viễn trở lại vị trí ban đầu cho đến khi đồng phục cấp D được cởi bỏ. Vẫn chưa có lời giải thích về lý do chính xác điều này xảy ra, nhưng những câu trả lời có thể quá khủng khiếp để xem xét. Đối với dị thường cấp an toàn đặc biệt này, có lẽ điều tốt bụng nhất nên làm là để cô ấy yên trong hộp. Đó ít nhất là một điều nhân đạo hơn bất cứ thứ gì mà Marsan, Carter và Dash đã lên kế hoạch. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, SCP-054, Mỹ Nhân Nước, một SCP khác mà tổ chức đã dành nhiều thời gian để thử và hiểu rõ hơn, đồng thời đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.